khai trương trung tâm chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp. Sự kiện này diễn ra vào sáng nay ngày 18 tháng 4 với sự tham dự của Bí thư tỉnh ủy Lê Quốc Phòng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thị Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn, lãnh đạo một số cơ quan đơn vị địa phương thuộc tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh trong khu vực và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trung tâm chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp đặt tại tòa nhà khối các cơ quan đơn vị sự nghiệp tỉnh Đồng Tháp, số 10 Lê Thị Riêng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, do Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông quản lý và vận hành. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thị Nghĩa khẳng định, việc đưa vào vận hành trung tâm thể hiện rõ quyết tâm của toàn bộ hệ thống chính trị trong việc xây dựng một chính quyền phục vụ người dân và vì người dân là một trong những giải pháp trọng tâm để thúc đẩy chuyển đổi số, tạo ra những thay đổi đột phá trong hoạt động của chính quyền tỉnh Đồng Tháp. ngay sau lễ khai trương trung tâm chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp, Quỹ Ban nhân dân tỉnh tổ chức hội thảo chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp lần thứ nhất năm 2022 với chủ đề Đồng Tháp một số giải pháp số cho đô thị thông minh và sản xuất thông minh. Tại hội thảo, đại diện sở Công thương đã thông tin về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trong sản xuất. Đại diện công ty FANTEC Việt Nam giới thiệu mô hình nhà máy thông minh, lộ trình xây dựng một nhà máy trở nên thông minh và hiệu quả số hóa dữ liệu sản xuất thông qua các giải pháp IoT và nền tảng số Whitbat của Advantech, giải pháp quản lý chuỗi cung ứng lạnh cho doanh nghiệp thủy sản, quản lý năng lượng trong sản xuất hiệu quả, tiết kiệm và bền vững. Hội thảo chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phiên thứ hai vào chiều nay ngày 18 tháng 4 với chuyên đề nền tảng số phát triển các dịch vụ đô thị thông minh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu kỳ vọng vào sự thành công của phiên hội thảo thứ hai này và sẽ là bước khởi đầu tốt lành cho chuyển đổi số của tỉnh Đồng Tháp. Nhiều thông tin được các diễn giả chia sẻ tại hội thảo, trong đó có mô hình thành phố thông minh từ ý tưởng đến thực thi, thành phố thông minh và cơ sở hạ tầng giao thông, cơ hội chuyển đổi số để nâng cao lợi ích tích cực của công dân, kinh nghiệm từ quản lý giao thông công cộng của Vinbus, bệnh viện thông minh, mô hình chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cũng được các đại biểu chia sẻ tại hội thảo. Dịp này các công ty công nghệ cũng đã trao tặng cho tỉnh Đồng Tháp nhiều phần quà là những suất đào tạo, giải pháp công nghệ mới. Trong hai ngày 17 và 18 tháng 4 tại thành phố Sa Đéc, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã thống nhất đề ra nhiều chương trình hoạt động của nhiệm kỳ mới và thống nhất suy cử nhân sự vào Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp lần thứ 9, gồm 57 vị. Hòa thượng Thích Chân Minh tiếp tục được suy cử giữ chức trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp. Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ghi nhận những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhà trong nhiệm kỳ qua và mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình trong việc phát huy truyền thống đoàn kết, vận động tăng ni Phật tử tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động thiện tâm công đức, phát triển sản xuất, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, dân dần. Trong khuôn khổ Ngày hội Thiếu Nhi Việt Nam học tập tốt rèn luyện chăm diễn ra vào sáng nay ngày 18 tháng 4 tại trường tiểu học thị trấn Mỹ Thọ 2, huyện Cao Lãnh. Các em thiếu nhi cùng tham gia ngày hội cùng khuôn làm việc tốt mỗi ngày, gồm chuỗi các hoạt động trải nghiệm nhằm khích lệ cho các em cùng nhau rèn luyện, thi đua làm nhiều việc tốt. Ngày hội do Hội đồng đội Trung ương tổ chức có sự tham gia thực hiện của Hội đồng đội tỉnh Đồng Tháp và Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế Nhãn Hàng Khuôn. Nhân dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt, Công ty cổ phần sữa quốc tế đã phối hợp trao gói bảo trợ dài hạn cho 59 thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp mồ côi cha mẹ do đại dịch COVID-19, với số tiền bảo trợ trong năm 2022 là 1,4 tỷ đồng. Nhằm đánh giá ra soát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, và thảo luận các nhiệm vụ chính sách hỗ trợ đột phá trong giai đoạn mới. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị đánh giá chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Thời gian dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 4 năm 2022. Với mục tiêu đẩy mạnh phát huy nội lực, thu hút ngoại lực cùng nhau phát triển, thực hiện tốt định hướng phát triển kinh tế xã hội của dùng và của hai địa phương, được sự thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành kế hoạch tổ chức lễ ký kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế giữa tỉnh Đồng Tháp và tỉnh An Giang giai đoạn 2022-2025. Thời gian ký kết dự kiến vào ngày 29 tháng 4 năm 2022.